Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đưa Tin Đừng Có Mơ. Và đây sẽ là một chuyên mục mới mà mình vừa nghĩ ra. Thì chuyên mục này nói về tin tức nha anh em. Và không phải là những tin tức chuyên môn, mà nó chỉ là biết gì nói đó thôi. Thì như anh em cũng đã biết á, thì cái Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến là một tựa game rất là hot và được rất nhiều game thủ quan tâm vào thời gian gần đây. Và nó đã chính thức về tay của Vinagame. Và như vậy thì Vinagame đã có một bộ combo rất là khủng từ Riot ha. Ví dụ như là Huyền Thoại Gunterra, Đấu Trường Chân Lý Mobile và Liên Minh Tốc Chiến. Ngoài ra thì còn có Valorant nữa anh em. Một bước đi rất là mạnh bạo của Vinagame. Thì mình mới đi một vòng xung quanh mạng xã hội và một số gọi là trang web đưa tin từ Trung Quốc đến Việt Nam đến cả những đất nước khác. Thì tựa game này đang đi đến những bước gọi là tiến triển rất là rõ rệt anh em và sắp có thời gian phát hành chính thức. Và ở Việt Nam thì chắc cũng sẽ sớm thôi và mình dự đoán chắc sẽ đầu năm 2021. Đó là một cái mình nghĩ là sớm nhất rồi. Có thể nói là chưa bao giờ có những thông tin rõ ràng đến như thế. Thì Vinagame và một studio trực thuộc là Game Studio 3 đã gián tiếp xác nhận ông lớn là đã sở hữu Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến tại thị trường Việt Nam. Và hiện tại phía Vinagame cũng đã đưa ra một số tài liệu và kêu gọi một số gọi là streamer và các youtuber hợp tác để phát triển một cộng đồng mới tại Việt Nam. Đó là cộng đồng về Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Tiếp theo thì tại thị trường Trung Quốc, Tencent và Riot đã hoàn tất đăng ký sử dụng nhãn hiệu trong vòng 10 năm tới, bắt đầu từ tháng 8 2020 và đến tháng 8 năm 2030. Ok, thì mới đây một cái YouTuber tại Việt Nam đã phát hiện ra được cái Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã ấn định được ngày phát hành là ngày 9 tháng 12. Và dù đây mới chỉ là cái ngày phát hành dự kiến cũng như chưa có sự xác nhận chính thức từ cả Riot, Tencent hoặc là Vinagame. Nhưng mà vì những cái ở trên chúng ta có thể mơ mộng hoặc là hy vọng rằng là tựa game sẽ đến với chúng ta sớm hơn. Và đặc biệt là trong cái lễ kỷ niệm 10 năm của Liên Minh Huyền Thoại xuất hiện. Thì biết đâu được đây sẽ là một sự bất ngờ và đầy ú oà của Riot Game thì sao? Và mình rất hy vọng điều đó. Thì Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến hay là League of Legends Will Rift là một tựa game mà mình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Mình cũng như những cái anh em game thủ yêu thích Liên Minh Huyền Thoại đó, và không có nhiều thời gian thì rất là chờ đợi mà mong mỏi cái tựa game này. Và hy vọng là tựa game sẽ phát hành sớm nhất để cho chúng ta có thể trải nghiệm. Và mình hy vọng rằng mình sẽ được mời về để thử nghiệm và test cái bản game này. Và tuy là đó là những mơ ước của mình thôi, vì thực tế thì kênh của mình rất là nhỏ nên mình chắc không có cửa đâu anh em. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký ủng hộ. Nếu như anh em mới xem video thì hãy cho mình một đăng ký nha và một like ủng hộ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.